Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách upload thông tin nhân sự đã chuẩn bị ở video trước đó lên trên hệ thống hrm.base.vn. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thao tác thiết lập nền tảng của HRM. Mời anh chị cùng theo dõi theo hướng dẫn. Trước khi mà khai báo thông tin nhân sự tạo thành một luồng thông tin đầy đủ như thế này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thao tác thiết lập. Bây giờ tôi sẽ mở lên cái file Excel mà trong video trước đó chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Đây là file mà chúng ta đã tổng hợp về đầy đủ thông tin của nhân sự. Tuy nhiên, trước khi mà upload file thông tin nhân sự này lên hệ thống thì chúng ta cần phải khai báo các thông tin về vị trí văn phòng. Ví dụ như sau: về vị trí văn phòng này, về khu vực nghiệp vụ này, về phân loại nhân sự này và về chính sách lương tại mục cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập 4 thông tin này lên mục cài đặt của HRM. Đây là thông tin tiên quyết cần có trước khi chúng ta upload nhân sự lên hệ thống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên phần HRM. Anh chị sẽ chọn vào mục cài đặt. Đầu tiên anh chị sẽ chọn vào mục văn phòng. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra tất cả các văn phòng mà chúng ta có lên trên đây. Ấn nút tạo mới, nhập đầy đủ thông tin sau đó lưu lại. Yêu cầu chúng ta sẽ tạo ra tất cả các địa điểm văn phòng, cửa hàng hoặc là chi nhánh mà chúng ta có tại đây. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển xuống phần khu vực và nghiệp vụ. Chúng ta sẽ khai báo tất cả các chuyên môn nghiệp vụ mà chúng ta có tại đây. Tất cả các chuyên môn lớn chúng ta có tại đây. Cũng là nút tạo mới, nhập đầy đủ thông tin sau đó lưu lại. Lưu ý thì mã chỉ bao gồm chữ này và số thôi, không có dấu cách hoặc là không có ký tự đặc biệt. Chỉ có chữ và số. Đây là phần khai báo thông tin nghiệp vụ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra các cái phần liên quan đến phân loại nhân sự, ví dụ như là full time, part time, chúng ta sẽ tạo mới ở đây, cũng là nút tạo mới, nhập thông tin sau đó lưu lại. Phần cuối cùng trong phần cài đặt, chúng ta sẽ tạo chính sách lương, thì chúng ta cũng sẽ ấn nút tạo mới, miêu tả chính sách sau đó lưu lại. Đây là thông tin mà chúng ta đang khai báo cho hệ thống hiểu rằng là công ty chúng ta có những loại nào trước khi mà update thông tin nhân sự lên hệ thống. Với phần chính sách lương thì có thể cơ bản hiểu là công ty anh chị trả lương theo tháng, hay là công ty anh chị trả lương theo tuần, hay là trả lương 2 tuần một lần, ví dụ như vậy. Hoặc là giống như trong video trước đó tôi đã giới thiệu là nếu mà quy định hoặc là công thức tính lương của công ty anh chị có nhiều sự khác nhau thì mỗi một cái bảng tính đó nó sẽ là một cái chính sách lương trên hệ thống theo từng bộ phận. Đấy, mình có thể tạo ở đây. Còn nếu không, nếu công ty anh chị chỉ có một chính sách lương, chúng ta sẽ chỉ tạo một chính sách ở đây thôi. Chúng ta có thể tạo đơn giản là tên công ty, tên chính sách là tên công ty, sau đó lưu lại là được, bởi vì mọi người đều sử dụng chung một chính sách đó. Sau khi đã tạo xong hết tất cả các thông tin ở đây thì anh chị sẽ quay trở lại về phần thông tin nhân sự, kéo xuống phía dưới chọn chính sách CMB, tạo tiếp theo là lịch làm việc. Giống như sheet trước đó, chúng ta đã tổng hợp danh mục các cái lịch làm việc ở đây, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đưa tất cả các cái lịch làm việc mà chúng ta đã chuẩn bị lên trên hệ thống. Ở đây thì anh chị cũng sẽ ấn nút tạo mới, nhập tên thời gian làm việc, ví dụ như là hành chính. Cái thông tin nhập ở đây phải đảm bảo giống như thông tin mà anh chị đã nhập trong Excel. Ví dụ như ở đây là chữ hành chính, chữ H, chữ C viết hoa này, mở ngoặc, thời gian này. Đấy, chúng ta phải nhập giống y hệt giữa file Excel và phần mềm. Thì một lát nữa chúng ta upload lên, phần mềm mới nhận được thông tin đó. Rồi. Fix, đây là ca cố định, chọn ở đây. Cái này anh chị bỏ qua. Birthday. Nếu mà ngày mình làm ca sáng, ca chiều và có nghỉ trưa thì mình chọn 2 ca. Sau đó thì nhập thời gian. Anh chị nhập thời gian. Nhập tất cả các ngày mà mình đi làm theo thời gian như ở đây. Đó, sau khi nhập xong hết tất cả các thông tin, ngày nào off thì mình chọn là ngày off. Với những thông tin ở trên đây thì anh chị cứ làm theo cái hướng dẫn này và sau đó tạo mới. Cái này tôi đã tạo trong một cái phần trước đó rồi, thì anh chị có thể hiểu là sau khi mà mình tạo xong ấy, thì nó sẽ hiển thị ra một cái lịch làm việc ở đây, hành chính này. Đó, vậy là chúng ta đã khai báo xong thời gian làm việc. Với những thông tin nào anh chị có thể là chưa hiểu thì anh chị có thể đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ trực tuyến, hoặc là có thể comment ở dưới video này, hoặc là có thể hỏi với bạn hỗ trợ trực tiếp tại công ty của các anh chị. Còn trong nội dung của video này thì anh chị chỉ cần tạo theo hướng dẫn của tôi, sau đó mình upload thông tin nhân sự lên phần mềm là được. Rồi, sau khi chúng ta đã thiết lập xong lịch làm việc thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là phần thiết kế cơ cấu tổ chức. Cái vị trí đầu tiên quan trọng nhất đó là tất cả các vị trí công việc cần phải được khai báo lên trên phần mềm HRM. Anh chị sẽ click vào đây.
Khi mà click vào đây thì anh chị đầu tiên chắc chắn anh chị sẽ thấy đầy đủ tất cả các cái khu vực và nghiệp vụ mình khai báo từ trước. Bước tiếp theo, trước khi chúng ta tạo ra các vị trí bên trong các khu vực nghiệp vụ này, chúng ta sẽ chọn vào loại vị trí. Ở trong đây phần mềm đã liệt kê sẵn tất cả các loại vị trí mà công ty mình có, ví dụ như là giám đốc, quản lý, đó, tất cả các vị trí. Và đây là phần mềm đề xuất. Nếu như anh chị thấy những cái thông tin này chưa phù hợp, anh chị có thể thêm mới theo đúng như thực tế của công ty mình. Sau khi đã khai báo xong lại vị trí, anh chị sẽ quay trở lại phần position. Ở đây có hai cách. Cách thứ nhất, anh chị sẽ tạo vị trí mới thủ công. Anh chị sẽ đưa chuột vào đây và tạo một vị trí mới, nhập đầy đủ các thông tin ở đây, sau đó thì lưu lại. Tuy nhiên thì tôi hiểu rằng là mỗi công ty có rất là nhiều các vị trí, ví dụ như ở đây. Thì làm sao để chúng ta tạo nhanh được các vị trí này? Anh chị sẽ đưa chuột lên trên đây, nhập các vị trí từ Excel. Thì cái file Excel trong video trước đó tôi đã hướng dẫn anh chị tổng hợp rồi đó. Thì ở đây chúng ta có phần vị trí làm việc, chúng ta sẽ tổng hợp thành một file Excel. Sau đó thì chúng ta sẽ upload cái file Excel này lên phần mềm, thì hệ thống sẽ tự động tạo ra tất cả các vị trí mà anh chị cần. Sau khi chúng ta đã tạo được xong được đầy đủ tất cả các vị trí như vậy, thì phần thiết lập nền tảng ở HRM coi như là kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến thao tác tiếp theo, đó là thao tác đưa danh sách nhân sự lên trên hệ thống. Ở đây khi mà anh chị vừa sử dụng hệ thống HRM thì vùng này sẽ trắng trơn và chưa có thông tin gì cả. Để mà đưa thông tin nhân sự lên hệ thống thì anh chị sẽ đưa chuột lên đây. Chúng ta cũng sẽ có hai cách, đó là thêm từng nhân sự một hoặc là upload nhân sự từ Excel. Trong nội dung video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu là import danh sách nhân sự từ Excel. Với file trong video trước đó mà tôi đã hướng dẫn anh chị tổng hợp, thì trong video này chúng ta sẽ import cái danh sách thông tin ở file Excel đó lên trên hệ thống. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ thấy là đây là tất cả các cột thông tin mà phần mềm yêu cầu. Trong file của tôi thì nó giống y hệt như cái thông tin ở đây. Anh chị đã tổng hợp một file như thế này. Một file như thế này đúng không? Đấy, đầy đủ tất cả các thông tin ở đây. Anh chị lưu ý có một cái thông tin ở đây là tất cả các cái dòng thông tin ở đây, dạng dữ liệu đều là dạng text. Đều là dạng text nha, thì phần mềm mới hiểu. Sau khi đã tổng hợp xong một file Excel như vậy, thì anh chị sẽ chọn file Excel đấy ở đây. Sau đó thì ấn tiếp tục và ấn lưu lại. Khi mà lưu lại thì hệ thống sẽ tạo ra được một danh mục tất cả các nhân sự giống như thông tin nhân sự có trên màn hình ở đây. Có một lưu ý trước khi anh chị tạo và import danh sách nhân sự, đó là anh chị cần phải tạo tài khoản cho mọi người tại Base Account. Đây là phần tiên quyết để hệ thống có thể nhận thông tin giữa Excel và thông tin với hệ thống. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập cơ bản về khai báo các thông tin liên quan đến địa điểm văn phòng, thời gian làm việc và vị trí công việc. Sau đó, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác import thông tin nhân sự lên hệ thống HRM. Nếu có gì chưa hiểu, anh chị có thể đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ của Base ở dưới video này hoặc là cho bạn Customer Onboarding tại doanh nghiệp của các anh chị. Cảm ơn các anh chị và chúc anh chị import thông tin nhân sự thành công. Vậy là trong video vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập nền tảng tại hrm.base.vn và tìm hiểu về thao tác upload thông tin nhân sự lên hệ thống. Trước khi chuyển sang bộ ứng dụng CNB, mời các anh chị sẽ thao tác theo hướng dẫn tại video này. Cảm ơn tất cả các anh chị.